Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng có chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là đuôi đèn gầm của Toyota Vios 2003. Sản phẩm là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Đây chính là cái cặp đèn gầm lái một phụ của Vios. Với cái đèn này thì nó đã bao gồm bóng luôn rồi anh em nhé. Bao gồm bóng luôn rồi này. Về cái cấu tạo của sản phẩm thì hai mặt phía bên ngoài là lớp mica cao cấp, phía phần khung nhựa, phần ốp đuôi sau của đèn ấy, đó chính là nhựa ABS cao cấp. Phần phía trong của đèn làm nổi bật lên ánh sáng đó chính là lớp ma trắng mạ này. Anh em có thể nhìn đấy, đây là chúng ta khi mà bật đèn lên thì nó rất là sáng. Với cái thiết kế kiểu này thì nhìn dáng đèn rất là đẹp đấy. Đây, anh em có thể nhìn nhé. Đó, đây là một đôi luôn. Thì vừa rồi em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái combo bộ sản phẩm, đó chính là cái cặp đèn gầm của Toyota Vios 2003 đến 2005. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn hỗ trợ về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Kiểm tra hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara auto BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.